Dạ xin chào cả nhà, sáng nay đi ăn bánh mì heo quay nha mọi người, xe bánh mì heo quay khách đông quá. Quá thật luôn. Đây bắn heo quay được kia không? Này ba gọi đây bao nhiêu ký vậy? Ba gọi 300 đồ 280 em. Dầu chặt heo quay lạ quá. Tắm cái dầu chặt sò đó ra. Vậy con em một này á chị. Rồi. Chưa được 7:30 mà thay bắn hết một cái sọt bánh mì lớn luôn á. Heo quay thì ngon quá. Để coi rằng cái ổ bánh mì heo quay ta làm như thế nào nha. Để bắn đồng giá 17.000 hết rồi. Thank you.
vậy so cái địa chỉ 64A Tân Hòa Đông 16 đây thuộc quận 6 nhưng mình cái xe bánh mì heo quay 7 ngàn. Chị bán tới mấy giờ mình nghỉ chị? Chị bán từ 5 giờ sáng, chị bán tới cỡ 12 giờ, 1 giờ. Ồ. Thấy cái rau dưa chắc đẹp quá, nhìn hấp dẫn ngon kìa. Thank you.
không hết cái con trai. À, đó, vậy là quay. Bây giờ anh kêu trước, anh trước rồi kêu không hết, anh thao anh kêu không cay. Quay. Rồi, ổ không hết, ổ không cay đây. Ở bánh mì này là nó có hai size hả chị? Một ổ không hành. Dạ, anh hỏi em gì? Size lớn hay size nhỏ luôn hả? Cái gì anh? Bánh mì á? Dạ không, em một cỡ nhưng mà nhầm khi có cái lớn, cái nhỏ. Ổ không hành, nó chưa ngồi đó. Chưa ngồi nha. Rồi ba ổ đầy đủ không? Chưa ngồi. Thì chưa cởi cái mũ bảo hiểm ra luôn. Giờ đứng. Có gì tao quánh em an toàn nhất không? Chị nói quá. Đâu quá là không kịp tao quánh em. Không ngọt với nó bảo hiểm kịp. Tại vì biết sao có đô thị bên đường á, nên sợ lật đật cho mẹ đi bánh đi để đô thị nó. Đó công việc của người ta mà. Công việc của người ta, người có cái công việc hết. Bây giờ công việc của đô thị dễ dạy không? Công việc đô thị phải đuổi. Anh ơi, chị này dễ thương quá, anh quay đưa chỉ lên hình bự giùm em luôn. Nhớ nha. Nhớ anh to, không to lớn nha anh. Nhớ nha, mai quay cái chị đi. Dạ 28 chị. 28. Có giá là 17 ngàn, có rau dưa, có heo quay đầy đủ luôn. Sáng khách đông, hai cái sọt mì lớn luôn này. À. Cái này bánh mì nó không được giòn lắm. Đang mua heo quay ở đây nữa.